Thế nhà ơi, bây giờ Huyền với con gái Huyền đi xuống dưới căng tin đi mua cái card điện thoại đặng nộp vô cái nhà đặng có điện về nhà hỏi thăm tụi nhỏ đó. Đi đường này nè con nè. Bây giờ đi đi xuống dưới căng tin ha, con gái. Con chào ông bà cô chú con cái nè, đứng lại chào nè, con chào lại nè. Trời ơi, qua đây qua đây qua đây qua đây, trời ơi, có bệnh nhân, bệnh nhân. Thì bây giờ mình đi xuống dưới. Ủa mình đi lộn rồi, hồi nãy mình đi xuống lầu bên đây mới đúng mà. Quay lại quay lại. Lo nói chuyện đi lộn đường cái nhà, bây giờ mình đi lại. Đây nè cả nhà, thì mình đi xuống lầu bên đây mới đúng nè. Đi đây 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 đây, xuống đây nè, xuống đây nè. Nãy đi lộn qua đường tới tuốt bên kia. Là có nghĩa là hồi nãy Huyền đi đường bển á, là đi cổng chính. Bây giờ mình đi cái này là mình đi đường sau. Nha cả nhà, mình đi xuống lầu này là đi đường sau nha cả nhà. Đi xuống căng tin mà nãy giờ đi lộn đường cả nhà, đi tứ tung mình tạng cho cả nhà. Đây là bệnh viện Triệu An nha cả nhà, cũng lớn lắm nha cả nhà. Nhiều đường quá lộn tùm lum. Tượng Mẹ Quan Âm cả nhà thấy không? Rất là đẹp luôn. Đây. Tới căng tin rồi đây. Đi lên nè. Ủa cô có bán cạc điện thoại không cô? Không có bán. Con uống gì con lấy đây. Nè uống gì con lấy đi. Con lấy cái nào con uống được nha. Con lấy hôm nay con bỏ mấy chai con không uống đó. Bây giờ con uống cái gì? Uống C2 hả? Dâu C2. Rồi dâu C2. Rồi con uống gì nữa? Ở đây quá trời đông luôn cả nhà. Rất là đông luôn. Đây tính tiền nè, là đây tính tiền nè con. Đây tính tiền. Mua bánh hả? Lấy đi con, lấy đi. Lấy đi. Lấy gì con mua bánh nào? Giờ dạ, dạ, đưa ra đây tính tiền nè, cho cô tính tiền. Không nhờ. Con lụm lên. Làm chị ly cà phê phốt luôn đi cưng. U như kỹ. U như kỹ nha. Cà phê phốt đã biết mối. Đây cả nhà. Huyền đi mua cái cạc điện thoại. Mà bây giờ không ai bán cái cạc điện thoại hết trơn. Cái con gái Huyền mua nè cả nhà. Đó. Một bọc. Một bọc bánh của con gái mà không có cạc điện thoại. Từ từ con ơi, đi lẹ quá. Rượt theo không có kịp. Từ từ nè. Ê, đi lộn được, lộn được. Hả? Nè anh nắm tay. Nắm tay, nắm tay, nắm tay, nắm tay. Dạy nắm tay dắt đi. Đây nè, cầu thang nè, cầu thang nè. Dẫn đi tầm bậy đi lạc nó giờ hai lần rồi lên. Đó, bây giờ đi lên nha cả nhà. Rồi lên nha. Từ từ con gái Huyền nó chạy lẹ quá, ông bà cô chú ơi, đi Huyền rượt theo nó mệt cũng chết luôn à. Đi lạc đường lắm nha ông bà cô chú. Ở bệnh viện này cũng rộng lớn dữ lắm. Mở cửa. Mở cửa cho mẹ nè. Đây con mẹ không chịu mở cửa, mẹ đi vô luôn cả nhà. Rồi nè ha ha. Quá trời quá đất, con dẫn mẹ đi lạc 100 vòng. Ô, quay mẹ xoay tròn 360 độ luôn, 80 độ luôn chứ 60 độ gì. Mệt muốn chết luôn rồi. Ôi, con mệt không? Không mệt hả? Trời ơi con mẹ chạy cái nè, nè, đồ của con nè. Đó. Đó. Có lên cái này lên YouTube luôn á chị. Vậy
ở cái này trên YouTube, mẹ lên YouTube đó giờ mấy năm rồi. Mẹ lên mấy năm rồi đó. Rồi đâu cái nào đó đưa ra cho bà cô chú coi coi có ăn cái nào. Lấy ra con mẹ mua của mẹ đó. Nó. Quá trời, quá đất chưa. Mẹ con nhảy nhảy quá trời luôn nè. Đó. Giờ ăn nó không nuôi bệnh nào có chuyện gì làm nè. Vừa nuôi bệnh vừa quay luôn. Đó, giữ mẹ. Đâu có múa gì? Có múa gì? Có múa đó, có múa gì nữa? Gọi này nữa, gọi gì này nữa, gọi này nữa, gọi gì nữa? Làm tới làm lui mẹ không có cái cạc điện thoại luôn. Ở dưới căng tin không có bán cạc điện thoại, giờ có cạc điện thoại đâu nạp. Cố cho nó đỡ buồn ngủ, cho nó tỉnh mộng. Mẹ sao dở trời? Trời sao dở trời mẹ? Ông xã huyện ông bị tiểu đường á cả nhà, cho nên là cử ăn uống nhiều thứ lắm. Cử rất là nhiều luôn. Rồi, xe hai dâu nè. Rồi ra đây nè, ra đây ngồi uống cho ông bầu. Mời mẫu chú uống nữa nè. Quá trời bánh trái à. Ờ không mời ông bầu chú đi. Bọc bánh của ông mẹ nè. Gái huyền ông bà chú kìa. Trời ơi mẹ. Hồi nãy đi, để con dắt đi cho mẹ, con dắt đi cho mẹ. Dắt chạy ta nói hả? Tứ tung minh tàn. Gặp Huyền tập trung luôn, quay video có Huyền cũng không nhớ đường đi luôn, đi theo mẹ Lạc. Lạc ta nói mấy vòng luôn cả nhà ơi, mới quay lên được đó cả nhà. Giờ mẹ lên nè. Mua miếng bịch bánh luôn nè cả nhà. Để được rồi mẹ. Được chưa? Đây, cái này là cái gì? Này là cái này cái gì? Khoai tây chiên lắc phô mai. Cái hũ như vậy mà 30 ngàn nha cả nhà, cái hũ nhỏ xíu rồi nha. 30 ngàn được nhiêu đây nè cả nhà. Cảm ơn mua cho con nhỏ y chang luôn. Không biết cái chai dâu này, không biết cái chai dâu này nãy tính nhiêu Huyền cũng quên nè cả nhà, không phải 20 ngàn đâu, hình như cái này với cái này 20 cái gì á. Cho miếng nè mẹ. Đây cái bánh nè cả nhà. Cho miếng nè. Mẹ. Cho miếng nè. Cho miếng nè mẹ. Con đút cho mẹ ăn miếng đi. Rồi con mời ông bà cô chú ăn ăn. Mời bà cô chú chị bà ăn với con bán. Ngon không? Ngon. Hôm nay giờ nghỉ học rồi. Đi theo mẹ rồi giờ hôm nay đưa đi học. Gái vài bữa nó về rồi đang đi học. Đi qua đút cho cha mấy em. Đút cha mấy em. Má đút cho ăn miếng nè. Giỏi dữ vậy ta. Má chơi nhau không? Không ăn. Hay quá ta. Thì cả nhà ơi, bây giờ Như Huyền xin kết thúc video nha cả nhà. Video Huyền chắc cũng dài lắm rồi. Thì Như Huyền cũng xin chúc cả nhà luôn luôn được nhiều sức khỏe và ăn lành nha cả nhà. Bây giờ gia đình của Huyền thì hai mẹ con Huyền cũng xin kết thúc video nha. Như Huyền xin bye bye.